Vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải, giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022. Theo EVN, chi phí để thực hiện các giải pháp tiết kiệm 1 kW công suất điện chỉ bằng 1/4 đến 1/5 chi phí để sản xuất và truyền tải 1 kW công suất điện tới người tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy, công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu về nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh phát triển bền vững. Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 là giải thưởng nằm trong chuỗi các sự kiện tuyên truyền, quảng bá, thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giải thưởng năm nay đã đánh dấu sự thành công của công tác tổ chức giải với sự tham gia của đông đảo các phóng viên báo chí trên cả nước, đa dạng về nội dung và hình thức. Đặc biệt lần này còn có những tác phẩm với các hình thức thể hiện mới, hiện đại theo xu hướng chuyển đổi số như infographic, long form, multimedia, video clip ngắn, podcast. Từ hơn 300 tác phẩm đăng ký, ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C, 13 giải khuyến khích cho 38 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.